logo của AC Milan thôi. Các đội đã sẵn sàng làm bùng nổ cầu trường. Aaron Wan-Bissaka. Này Mbappe. Mbappe đột phá. Mbappe lôi tin. Bóng đầy kỹ thuật đánh vào với đối phương. Pha cản phá rất xuất sắc. Này cô làm. Thomas Meunier. Ferland Mendy. Harry Kane. 1-2 và đây là trò chơi chuyền bóng nhỏ giữa hai người. Có thể phối hợp. Pogba. Sút. Thủ môn đã làm tốt công việc của mình. Yannick Villela. Carrasco. Thủ môn đã rất cố gắng nhưng anh không thể giữ được quả bóng. Kylian Mbappe lôi tin. Mất bóng. Một cú sao bóng rất mạnh và đá cứ đổ bóng. Eden Hazard. Được quay nơi bật tường. Quá thông minh. Một cú sút chéo góc và đó không phải là một thách thức lớn cho thủ môn. Điều tấn công rất hay. Ronaldo rất thật tuyệt khi sút. Ui giời. Oh, vẫn là sang ngang. Cú ra chân đi vào hư không. Zera. Có lẽ trên trời sẽ không có đại bàng cho anh có thể bắn. Quá đáng tiếc. Không hiểu nổi tại sao Zera lại có thể vùng ra những cái tình huống dứt điểm như vậy. Huyền thoại này luôn là một trong những cầu thủ sút xa đẳng cấp. Sút. Gọn. Mất bóng trong vòng cấm. Bóng văng ra, thủ môn đánh đi luôn. Và đây là cú sút. Ôi, Sơn đang chứng minh tài năng của mình. Xe có phải góc. Ồ, oh, thủ môn đã làm việc quá xuất sắc. Đồ đồ. Bỏ đá cầu thủ đưa bóng ra ngoài biên. Tình huống skill lỗi của Ronaldo. Yannick Villela, Carrasco. Và bóng rất rát. Có thể giữ điểm ngay. Eden Hazard. Họ đã chơi tuyệt vời, đường truyền rất tốt để vượt qua. Pogba. Kylian Mbappe lôi tin. Ronaldo. Hãy cùng xem quyết định của trọng tài. Đây rồi. Like. Click. Ồ, thủ môn đã làm việc quá xuất sắc. Họ đã giành lại quyền kiểm soát bóng ngay ở khu giữa sân. Harry Kane. Sút đi. Vào rồi. Vào. Đó chỉ có thể là anh bậy của chúng ta. Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Tận dụng tối đa thời gian cuối cùng hiệp 1. Chắc chắn sẽ là động lực thay đổi trận đấu này. Tôi nghĩ rằng họ sẽ muốn nghe tiếng còi giả lao hơn bao giờ hết. Một khởi đầu rất tốt, tỷ số đang là 1-0. Cố gắng đánh gót nhưng đã bị cản phá. Tình huống rất hài hước và vô lý. Các cầu thủ phòng ngự chúng ta. Sút. Ghi bàn. Vâng. Đây là dấu chấm hết cho trận đấu. Rất ngơ ngẩn. Tình huống phòng ngự rất ngơ ngẩn. Tỷ số là 1-1.
Hiệp 1 của trận đấu này. Vâng, chúng ta đang chuẩn bị cho hiệp 2. Và chuyển bóng tấn công nhanh, đối thủ không thể ngăn cản họ. Không ngỡ ngẩn và những bàn thắng trời đất ơi. Nếu muốn kiểm soát bóng tốt thì đừng chuyền bóng ở tốc độ này. Không có penalty. Yannick Villela Carrasco. Người đang giữ bóng là Paul Pogba. Bóng lại trở về chân của Steven Gerrard. Đây là Mbappe. Có cơ hội ngay bây xong giờ. Rồi. Vào. Vẫn là CR7 của chúng ta. Của Ronaldo. Trận đấu này anh đang cho thấy khả năng gánh team hàng tiền đạo. Ghi bàn trong bất kỳ môn thể thao nào đều đáng để ăn mừng, nhưng khi bạn ghi được 2 bàn đó là một điều đặc biệt. Về vạch xuất phát, tỷ số đang là 2-1. Việc là Mendy. Một pha xoạc bóng của Meunier. Romelu Lukaku. Sút. Bóng đá bật trở lại từ sang ngang. Harry Kane. Và họ vừa giành được bóng, họ lại làm mất nó rồi. Eden Hazard. Nagolan. Cơ hội từ đường chuyền. Đúng rồi. Cầu thủ của hai đội đang làm mất bóng liên tục. Phang Mendy. Harry Kane. Kylian Mbappe Glotin. Paul Pogba. Alexander Golovin. Tati. Steven Gerrard. Tuyệt vời. Và anh ấy đó chính là Steven Gerrard. Một bàn thắng tuyệt vời. Đây rồi. Bàn thắng rất đẹp của Gerrard chúng ta. Thấy đường sự yếu kém của phòng ngự trong bàn thắng này cũng không hẳn đâu, đó là đường căng ngang rất tốt, hàng hậu vệ đã làm hết sức của mình. Hà phòng ngự đã phán đoán tình huống chưa tốt khi để anh ấy bật lên đánh đầu. Đúng vậy, anh ta đánh đầu trong tư thế khá thoải mái. Sút đi. Vẫn còn nguy hiểm. Tuyệt vời. Và đó sẽ là cơ hội nếu họ chạm được vào bóng. Thiếu Ederson cho thấy sự nhanh nhẹn rồi. Trong giải xác định đó là một quả phạt góc. Đúng rồi. Đấy rất an toàn và chắc chắn. Sút đi. Và anh ấy đã bỏ lỡ đó. Và anh ta đã giữ được bóng sau pha không chiến đó. Thôi bạn đang dồn ép. Romelu Lukaku. Pha vào bóng mạnh mẽ của vệ đã cắt hết được tấn công. Harry Kane. Ui. Thì cú vào rất sát chân. Romelu Lukaku. Có vẻ đã có những tình huống sức óc đối phương. Đây là một cơ hội. Ôi, bóng đã được giữ nhìn lại. Thì Ederson đang cho thấy vì sao người thực hiện pha đá phạt này sẽ là anh là người được lựa chọn. Đúng, rất an toàn. Công việc của mình. Alexander Golovin. Đúng rồi. Ronaldo. Mất bóng rất hay. Cristiano Ronaldo. Steven Gerrard. Pha ngăn chặn tuyệt vời. Romelu Lukaku. Pogba. Qua được Paul Pogba. Hôm nay Paul Pogba đang thi đấu tương đối tốt. Kylian Mbappe. Glotin. Yes. Rất nhanh chóng đồng tình với quyết định của chế tình huống việt vị.
Hiển nhiên là cầu thủ đó đã bị việt vị rồi. Như vậy là trận đấu ngày hôm nay đã chính thức. Vậy chúng ta đã có một chiến thắng. Chiến thắng tương đối là ngọt ngào. Chiến thắng và giải tỏa được những áp lực ở lành xếp hạng mới. Và những bàn thắng rất đẹp của Rodo. Ta sẽ cùng xem lại highlight trận đấu này. Một tình huống dứt điểm vọt xa của Zera. Có lẽ anh đã mất trụ. Bóng văng ra, không có trụ cũng là một điều bất lợi. Ôi, bóng đã được giữ lại. Xe có phạt góc. Đây, ra chân rất nhanh được CR7. Siêu phẩm. Bàn thắng tuyệt đẹp của Ronaldo. Ronaldo thường lập những siêu phẩm từ những tình huống sút xa rất tốt hay những pha ngã bàn đèn đẳng cấp. Sút. Ghi bàn. Vâng, đây là dấu chấm hết cho trận đấu. Vâng, trận đấu này càng trở nên gay cấn hơn. Có cơ hội ngay bây giờ. Vào. Bàn thắng tuyệt đẹp của Ronaldo. Romelu Lukaku. Sút. Bóng đá bật trở lại từ sang ngang. Tati. Steven Gerrard. Tình huống tạt cánh rất hay. Và đó sẽ là cơ hội nếu họ chạm được vào bóng. Đây là một cơ hội khác. Có cơ hội. Ôi, bóng đã được giữ lại. Người thực hiện pha đá phạt này sẽ là De Bruyne. Xuất sắc. Đó là những gì nói đến Ederson ở trận đấu này.